trọng, đây gọi là đại cương mày. Đại cương tức là nói khái quát về một vấn đề gì đó. Thế thì đối với trong đại cương kể xương nó cái gì? Nói cái gì với sinh viên năm thứ ba, các bạn chưa đi lâm sàng đúng không? Chuẩn bị đi lâm sàng. Tức là các bạn chỉ có là năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu để đi bệnh viện đúng không? Quá ít rồi. Xưa bọn tôi đi từ năm thứ hai. Đi năm thứ hai bây giờ có ít, dĩ nhiên cái cách đào tạo bây giờ như thế này thì các bạn phải còn học nhiều nữa. Mà lại còn mình không biết gì về kỹ năng đi lâm sàng nữa thì có 3 năm mà không đủ. Ra trường các bạn tốt nghiệp cầm bằng bác sĩ như thế, nhưng các bạn gặp bệnh nhân các bạn sẽ thấy rất là bố rối. À, gãy xương có khó không? Nói gãy xương không khó. Đa phần gãy xương không khó. Đúng không? Cũng như là đá thắng ở Ekaterina, đá thắng đã đặt sơ đi có khó? Không khó. Đúng không? Nhưng rất nhiều người thân bại danh liệt vì gãy xương. Vì sao? Cũng như vậy, Ekaterina thắng Ả Rập thì cũng ai khen cả. Nhưng mà Ả Rập thắng Ekaterina hoặc là Nhật cũng qua thắng thắng Đức, nhưng cái cái thế giới tung hô. Cái kiểu câu chuyện cũng như vậy. Sau này các bạn mổ ruột thừa là cái mổ cơ bản nhất của trong ngoại khoa. Bạn mổ thành công một cái ruột thừa không ai khen cả. Không vì thế mà bạn tự nhiên lên điểm trong mắt đồng nghiệp cả. Nhưng bạn mổ cái tai biến chứng trong ruột thừa thì cuộc đời bạn xem như là trong mắt. Được chưa? Gãy xương cũng vậy. Ô gãy xương thì có gì đâu. Gãy xương thì bảo tồn là bó bột, còn không thì mổ. Đơn giản đúng không? Bạn điều trị cho gãy xương thành công, ai khen cả. Gãy xương thì có gì đâu. Nhưng bạn điều trị một cách thất bại của gãy xương, có khi cả cuộc đời của bạn sẽ gây rứt mãi, tại vì bệnh nhân cứ gặp các bạn, gặp đến mức mà các bạn không dám không gặp mặt. Tại sao như vậy thì lát nữa tôi sẽ trình bày lần đầu. Bạn có biết không, xong này mình thực hành lâm sàng, có những bệnh nhân mình gặp người ta rất thích lắm. Tại vì gặp người ta, người ta nói, cảm ơn bác sĩ. Cách đây 10 năm bác sĩ đã mổ cho tôi là mình chứng minh lại. 10 năm mới thành công không, nhưng thấy bệnh nhân đi lại, đúng không? Ok, con làm chắc là người ta cảm ơn. Nhưng có những bệnh nhân khi bạn gặp làm mổ thẳng mạnh, bạn muốn trốn khỏi bệnh nhân đấy. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức. Vì sao? Mình chỉ khu trú trong cái bài gãy xương này. Định nghĩa phải học thuộc lòng. Tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt trong y khoa, không có phải em nghĩ, em không nghĩ được, hay là tôi nghĩ, tôi không nghĩ được khi mà chưa được công nhận. Đúng không? Ví dụ người ta gọi định nghĩa gãy xương hở, định nghĩa sốc chấn thương, định nghĩa đa chấn thương là phải học. Tức là nếu nó nằm khỏi phạm vi đấy, tôi không có bài. Không phải là cứ không thầy, tại sao nó như thế này, tại sao có tại sao? Được chưa? Tôi đứng đây, tôi được phân công, tôi là thầy. Các em ngồi đấy, các em đang đi học là các em học trò. Được mà nói thầy, tại sao thầy là thầy, thầy cao các mét 50, mình là thầy là thầy. Không có. Được chưa? Đấy là định nghĩa các em ạ. Các em sau này đi lâm sàng sẽ gặp như thế này. Ví dụ người ta định nghĩa. Định nghĩa thế nào là đa chấn thương? Đa chấn thương là tổn thương ít nhất từ hai cơ quan trở lên. Trong đó có một cơ quan ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Nhớ nha, cho tới giờ này có những ông bác sĩ thậm chí là trưởng khoa, là lãnh đạo đơn vị rồi, người chủ trì gia mang vẫn không biết định nghĩa, nói lăng lung tung. Tôi ví dụ cho nên nhân cái chuyện này tôi nói. Tôi ví dụ các em định nghĩa đa chấn thương. Nếu chiếc tự giải nghĩa đơn thuần theo cái nghĩa là dịch nghĩa đó, đa tức là nhiều, tiếng Hán Việt các bạn, chấn thương tức là những sang chấn, đúng không? Thế thì nhiều chấn thương, đúng không? Trọn vẹn cái từ này có nghĩa là nhiều chấn thương, nhưng không phải. Người ta định nghĩa đa chấn thương là tổn thương ít nhất hai cơ quan trở lên, ít nhất thì nghĩ là trở lên rồi. Trong đó có một tổn thương của một cơ quan, ít nhất là một cơ quan ảnh hưởng tới gì? Tính mạng của bệnh nhân. Thế thì ví dụ tôi gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, gãy xương cánh tay,
gãy xương cánh tay có gọi là đa chấn thương không? Có gọi là đa chấn thương không? Nào em, theo em nó có thể gọi là đa chấn thương không? Tại sao? Đứng lên, đứng lên. Khi mình nói với thầy mình đứng lên đàng hoàng, đứng lên một cái móng nó vô nó vào. Tại sao? Thì trong cái chấn thương thì đeo ra thì không có chấn thương ảnh hưởng tới tính mạng. Sai. Gãy xương đùi có thể chết. Đúng không? Sau này các em sao? Gãy xương đùi mất máu bao nhiêu? Từ 1 lít rưỡi cho tới 3 lít tùy theo thống kê. Vậy có thể chết. Nào. Em trai này. Đứng lên. Đơn giản thôi. Nhiều ông nói, cái này đa chấn thương, này đa chấn thương, này đa chấn thương. Nếu dịch theo nghĩa đa chấn thương là nhiều chấn thương, đúng. Nhưng mà theo định nghĩa thì sai. Tại sao ạ? Tổn thương ít nhất từ hai cơ quan, thì trong đó gãy nhiều xương nó là một cơ quan hoạt động, chứ nó không phải hai cơ quan. Được chưa? Mặc dù nó có nguy cơ gây tử vong, nhưng mà nó chỉ là một cơ quan thôi. Như vậy trong trường hợp gãy nhiều xương thì người ta gọi là gãy nhiều xương hoặc gãy đa xương, chứ người ta lại không gọi là đa chấn thương. Được chưa? Và rất nhiều bác sĩ học lơ tơ mơ tới trường ra trường quay trở lại định nghĩa không cãi. Được chưa? Như vậy ví dụ bây giờ một cái là gãy xương cánh tay thôi, nhưng mà chấn thương sọ não, đấy là hai cơ quan, bệnh nhân đấy là đa chấn thương. Đúng anh nhân chém tùm lum, chém đứt gân, đứt dây chằng, đứt thần kinh, mạch máu, đứt tùm lum hết. Đang vết thương. Không phải là đang vết thương. Tại sao? Tại vì định nghĩa. Có những trường hợp trên lâm sàng em học, các em sẽ gặp rất nhiều định nghĩa. Khi có rất nhiều định nghĩa, hay có rất nhiều phân loại, hay có rất nhiều phương pháp điều trị, thì có nghĩa là không có một định nghĩa nào, không có một phương pháp điều trị nào chiếm đa số. Được chưa? Nhưng khi mình học cùng với nhau thì mình quy định định nghĩa này, có nghĩa là mình mặc định với nhau, mình xem định nghĩa đó là chuẩn. Được chưa? Ví dụ mình đang học bản tuần hoàn BDS. Nếu các em cứ hỏi mấy bạn học ở Mỹ, ở Úc, bạn đâu có học bản tuần hoàn BDS đâu. Các bạn học chủ nghĩa Mác Lênin, phân xã hội con người phát triển theo từng giai đoạn, đúng không? Nhưng mà các bạn học chủ nghĩa khác, nó có phân theo các giai đoạn vậy đâu, nó có phân tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa đâu. Tức là mỗi định nghĩa nó có phạm vi áp dụng, và tôi áp dụng định nghĩa này, hôm nay tôi dạy các bạn định nghĩa này, đó có nghĩa là bài thi của các bạn sẽ phụ thuộc định nghĩa này. Không thấy em lại có một định nghĩa khác của hôm nay cũng sách A sách B này không có giá trị. Như hôm qua có một bác sĩ ông cũng đây cũng lớn trưởng một cái khoa rồi, Bộ Y tế người ta quy định bệnh này phải làm xét nghiệm này, làm xét nghiệm này không được và chúng tôi ông bảo tôi không đồng ý, tôi giọng chứng lại xét A xét B, textbook đàng hoàng, textbook Harrison viết A B phải làm này, không đồng ý. Anh đang sống luật pháp Việt Nam mà, anh phải tuân thủ quy trình của Bộ Y tế, còn anh thấy sai anh có quyền kiến nghị, còn chỉnh sửa hay không, điều chỉnh hay không đó là. Còn nếu không anh đi hành nghề nó khác. Cho nên các em sập gặp sau này em ở Mỹ cũng vậy, hay ở một số đất nước ví dụ thường là Mỹ có chứng nhận hành nghề của từng bang khác nhau. Có bang này thì công nhận chứng chỉ hành nghề của bang kia, nhưng có bang không công nhận nhau, thì em được hành nghề bác sĩ bang này nhưng không có nghĩa làm được qua bang kia. Đó. Cho nên đối với định nghĩa, các em nếu các em đọc nhiều sách hơn, các em sẽ nói có nhiều định nghĩa về gãy xương, có định nghĩa như thế này, định nghĩa như thế. Nhưng hôm nay ngày này giờ này mình được học định nghĩa này, có thể một ngày gần trời nào đó em này phát minh ra một định nghĩa mở nữa, và được định nghĩa đó được đưa vào textbook, đúng không? Textbook là sách giáo trình, định nghĩa đấy sẽ được công nhận. Yeah.
Một cái điều tôi nói nữa là hôm nay mình học 4 tiết thì theo tôi dự đoán là mình học tới khoảng 9 giờ rưỡi mình nghỉ chút xíu. Sau đó mình học tới khoảng tầm 10 rưỡi 11 giờ đó mình nghỉ. Nha các bạn, tránh nghỉ nhiều xong rồi thấy nó ế ỏi. Thế thì cái điều làm chúng ta quan tâm trong kỹ sư là gì? Một, chẩn đoán, như tôi nói lúc nãy, đa phần gãy xương là rất dễ chẩn đoán, dễ như là ăn cơm, chưa? Chẩn đoán, đa phần thường thường trên lâm sàng chúng ta gặp một bệnh nhân, bây giờ các bác sĩ không khám, chụp cái phim khác, nhìn thấy chụp cái phim à, chụp X quang, xong rồi gì ạ? Chẩn đoán là gãy xương. Thế thì nó xảy ra tình huống như này. Chụp phim là chụp phim gì? À, thế có một trường hợp bác sĩ vô tối bác sĩ chụp xong bệnh nhân đau cho cái đùi, bác sĩ sợ gãy xương, bác sĩ viết giấy lại chụp X quang chân bên trái, gửi lên khoa X quang, khoa X quang không chụp. Bác sĩ kêu tại sao tôi là bác sĩ tôi đây là tôi không chụp. X quang bảo bác sĩ vô không có chỉ định nào để chụp X quang chân trái cả. Nếu các bạn ghi chỉ định này không ai biết chụp cái gì. Thực tế lâm sàng rất nhiều bác sĩ đi hội thi sắp thành bác sĩ đi 6 rồi, thậm chí học lớp 18 tháng, thậm chí lên lại bác sĩ chụp đó. Em chụp thì chụp một mình đúng không ạ? Em chụp một khoa là có thể có khoa chụp 2-3 người thì có khoa đeo vào chụp một mình. Em tự giải quyết lấy bệnh nhân em ra chỉ định này. Sai. Nếu tôi nghi ngờ là gãy xương đùi thì tôi sẽ ghi là chụp X quang xương đùi trái. Gì nữa ạ? Thẳng hay nghiêng. Chỉ định là phải đúng, tôi chưa bàn tới cái chuyện là thủ tục hành chính như gì nào. Chứ không có trong danh mục là chụp X quang chân. Chân là chụp cái gì? Cho nên mình mặc dù là bác sĩ nhưng vẫn bị kỹ thuật viên chụp X quang người ta mắng. Và nếu mình cãi xong mình lên tới chụp trưởng viên phán xử, rõ ràng là mình vô. Vô vì sao? Vì từ lúc ghế nhà trường mình không tập trung. Mình thấy nó đơn giản, đâu có gì đâu. Rồi cái xương cái gì đâu, chụp không cái xương, chụp không cái xương này là gì, chụp cái quang đúng không, sạch đi thế bị chụp cái quang nghi ngờ gãy xương rồi chết chân, nhưng chụp cái quang chân thậm chí là không nhớ ở đây có mấy xương nữa. Thường gặp nữa trên lâm sàng ghi như sau: cái quang cẳng tay bên trái, X quang ở cẳng tay nó có hai xương là hai xương cẳng tay, nhớ nha, sinh viên hay bị chết chỗ này nữa. Hai xương cẳng tay thì gồm có xương quay và xương trụ. Người ta gọi tắt là hai xương cẳng tay, khi nói hai xương cẳng tay ngầm hiểu đó là xương quay và xương trụ, nhưng không có xương cẳng tay. Không có danh từ nào là xương cẳng tay cả. Em hiểu cái câu chuyện này không? Có hai xương ở cẳng tay, như vậy là có hai xương ở vùng cẳng tay. Nhưng không có xương cẳng tay, mà chỉ có là xương quay và xương trụ. Được chưa? Rất nhiều sinh viên chết chỗ này. Tại vì không hiểu bản chất, ở cẳng tay chỉ có hai xương là xương quay và xương trụ, nhưng không có xương nào là xương cẳng tay. Ví dụ như bàn tay, nó là xương bàn tay chứ không phải xương đốt. Xương đốt chỉ có xương đốt ngón tay thôi. Vì học giải phẫu lơ mơ. Thì bây giờ mình học giải phẫu, mình thi cho khoa thôi, mình đâu có nắm vững đâu, tới lơ mơ tới khi mình đi lâm sàng mình thấy chuyện này. À, mình nghĩ thấy là mình. Như vậy tôi nhắc lại,
Tôi nhắc lại là chẩn đoán gãy xương không có khó. Đa phần người ta dựa vào X-quang, khám lâm sàng phải X-quang. Nhưng trên thực tế lâm sàng, các em đôi khi không khám chẩn X-quang thôi, và chẩn X-quang chỉ định sai. Tôi chưa kể chụp như thế nào là một X-quang đúng trong cái chẩn đoán và điều trị gãy xương thì mình sẽ có một cái bàn riêng. Có một số trường hợp đặc biệt thì mình cần phải chụp phim những tư thế đặc biệt. Còn đa phần là mình đều phát hiện gãy xương qua hai tư thế cơ bản. Đó là tư thế thẳng và tư thế nghiêng. Người ta gọi cái bộ đôi thẳng và nghiêng đấy gọi là X-quang quy ước. Nhớ giùm tôi X-quang quy ước. X-quang quy ước là gì? X-quang quy ước là tôi chụp một cái xương nào đó ở hai bệnh viện, hay còn gọi là hai tư thế, đúng chính xác là hai bệnh viện. Cái bản mới của tôi, cái quyển sách mới chuẩn bị ra, tôi hy vọng là chắc là tại vì tôi muốn cho năm mới nó ra thôi, thì nó sẽ phân tích thế nào là một bệnh viện. Nhiều khi mình cứ tưởng là tưởng thế nhưng không phải thế. Bệnh viện cơ thể người ta dựa vào cái gì? Tôi gấp, tôi duỗi là dựa vào cái gì gọi là gấp, dựa vào cái gì gọi là duỗi, thế nào gọi là xoay trong, thế nào là xoay ngoài. Thế thì một số trường hợp đặc biệt thì người ta sẽ có những tư thế chụp đặc biệt. Tôi ví dụ như chụp trong trường hợp phát hiện vỡ xương sọ, người ta có thể chụp tư thế tiến tiến, người ta có thể dùng gãy xương được rõ hơn, được cô lập hơn và không bị ảnh hưởng bởi các xương khác, được chưa? Và những xương đặc biệt thì sẽ có những tư thế chụp đặc biệt, ví dụ như xương thuyền, người ta có chụp với tư thế tay tì và bàn tay duỗi xoay ngoài, ví dụ vậy, được chưa? Hay là xương đòn thì người ta phải gì, chống nặng lên xong hướng ngược ra phía trước để gì hai cái xương đòn được hướng hết cỡ, người ta chụp theo đường dài. Hoặc là chụp X quang khớp cực ngược cùng đoàn thì người ta phải đặt tư thế này và chết lên một góc 10 độ. Đó là những tư thế đặc biệt. Đôi khi vì mình không chụp đúng dẫn tới kết quả của mình sai. Tôi nói ví dụ bây giờ hay gặp nhất, bệnh nhân thoái hóa khớp gối. Em muốn đánh giá thoái hóa khớp gối, em phải chụp bệnh nhân ở tư thế đứng gối gấp 30 độ, một chân như thế này, thẳng nghiêng. Tại sao ạ? Đấy là tư thế thấy điều rõ khe khớp nhất, phản ánh chính xác lúc bệnh nhân đi lại. Đa phần bệnh nhân vô đâu bác sĩ không biết, nhưng chụp X quang khớp gối, nhưng đi để thoái hóa khớp gối vô gì ạ? Nằm lên giường, nằm lên giường chụp thẳng nghiêng không đúng. Tôi không nói chắc 80% các bác sĩ sau này sẽ bị mặc dù ở những cái bạn ạ. Ngoài ra, ngoài X quang thì ngày nay nó có nhiều phương tiện giúp mình chẩn đoán nhiều hơn, chính xác hơn, đồng nghĩa với gì? Tốn tiền nhiều hơn. Đó là gì? Chụp CT, CT đa nhắc cắt, chụp MRI, vân vân, thậm chí là cỡ tài sản xương. Cái cục CT, thế nào là CT, thế nào là CT đa nhắc cắt, thật ra tên gọi chính đó là CT scanner, tức là Computer Tomography Scanner. Khi đi thi, đặc biệt đi lâm sàng, tôi hỏi thi, tôi hỏi cặn kẽ, kể cả nguyên lý, mình phải biết được nguyên lý thì mình mới tìm được nó yếu điểm ở chỗ nào, nhược điểm chỗ nào. Sinh viên đi 6 rồi, đi 4 hỏi thế nào là chụp một cái MRI, MRI dựa vào nguyên lý nào, không biết. Được chưa? Vấn đề thứ hai, xử trí gãy xương có khó không? Không khó. Hippocrates cách đây mấy ngàn năm ông nói rồi, một cái gãy xương bình thường cơ thể tự điều chỉnh được, còn nếu như mình có điều chỉnh thì mình phải điều chỉnh đúng, còn không thì mình sẽ làm nó tệ hơn. Nếu có thể nguyên như vậy, nhớ chưa? Làm ơn đừng can thiệp một cách thiếu kiến thức để biến một bệnh nhân què ít thành què nhiều hơn. Bạn này ngủ rồi, ngoài coi đã băng mà quá. Em ra ngoài ngủ đi. Em không nghe được gì đâu, đi ra ngoài đi. Ngủ chút xíu rồi xong rồi tỉnh táo rồi rửa mặt đi vô. Đứng dậy đi em.
thì một trong những cách của tôi là trước khi tôi học bài thì các lịch giảng là tôi đều đặt bài học. Ngày xưa bọn tôi còn đi coi C1 đấy, lúc 2:45 tôi mới vác xe đạp từ trên sân thượng lên trên, còn tôi là chơi một phần kiếm sáng vậy là các cái ngủ đó rồi để xe đó vác từ trên xuống trong cái thang máy gì đó xuống xong rồi quét ra hàng rào đặt xe lên nó ngồi coi mấy cái quán mà bán nước mía mà các em bây giờ không hình dung được. Ngày xưa tức là thế này, ngày xưa đầu đời đầu ra cái băng, cái đầu đĩa bỏ cái băng vào cho nó chạy chiếu phim bỏ thục muốn trong rau. Thế là người ta thường người ta mở một phim thì người ta bán ly nước mía đấy, thì ly nước mía mình mua ly nước mía uống xong rồi hết phim rồi cho nó tắt phim, tại vì mình có ông mua một ly nước mía ngồi coi cả buổi tối cho nó lỗ đúng không. Thế là nó tắt phim chào xong ông già nó đi hết rồi nó lại mở phim lên đó. Thì chúng tôi đi coi cấp C1 nó kêu mà đá nghiệp vụ rồi xong rồi đá penalty thì cỡ 5 giờ sáng về rửa mặt đi học. Muốn làm điều vĩ đại thì phải khác người ra, phải chấp nhận hy sinh những cái khác để mà đạt được mục đích. Không có ông nào siêu nhân đến mức độ tất cả mọi thứ đều đam mê hết mà cuối cùng mình trở thành bác sĩ giỏi. Hiếm. Tỷ lệ mà thiên tài đấy nó khoảng chừng 1/1,000,000 thôi, còn tỷ lệ quái gì thì nhiều hơn. Tôi nói tiếp về phần xử trí các em, trong ngoại khoa nói chung và trong chấn thương nói riêng đều có hai phương pháp xử trí rất đơn giản. Nếu các em không thuộc gì thì em nói đều xử trí có hai phương pháp, một là bảo tồn, hai là phẫu thuật. Ngoại khoa dễ hơn nội khoa chứ. Nội khoa là phải thuốc men này kia lồng ngoài. Ngoại khoa tôi không biết gì tôi cũng chỉ nói, điều trị ngoại khoa nhắm mắt mà nói, điều cai phương pháp. Điều trị trong ngoại khoa nhé, là cai phương pháp. Một là điều trị bảo tồn, hai là phẫu thuật. Bảo tồn trong gãy xương, điển hình của nó là bỏ bò. Phẫu thuật trong gãy xương, điển hình nó là nhiều thứ, làm đinh này, làm nẹp này, đóng đinh nội thị cho chốt này, thay khớp này, đủ thứ ba lần nhằn nghe chó. Thế thì thế nào gọi là phẫu thuật, thế nào là phẫu thuật? Nghe rất đơn giản, phẫu thuật là mổ đúng không ạ? Bảo tồn tức là không mổ đúng không ạ? Là những cái đốt em không biết là cái gì, tôi vô tôi găm kim có phải mổ không? Là những cái nằm ở vùng ranh giới này, nó nằm như này còn được, nó nằm như này. Ở sau các bạn có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không em áo đen? Em có nhìn thấy không, trên bảng tôi viết gì không? Có những thứ nó nằm hẳn. Tôi là nam, cô kia là nữ. Có những thứ nó hơi nhờ, nửa nam nửa nữ. Có những thứ nó lại lấn qua kiểu như kia. À, cho nên là đôi khi mình phân biệt rất dễ, nhưng đôi khi không phân biệt được. Đúng không? Sống cũng thế. Và đặc biệt hơn là trong điều trị không nhất định là bảo tồn, không nhất định là phẫu thuật, mà người ta có khi từ phẫu thuật xong người ta chuyển sang bảo tồn, từ bảo tồn người ta chuyển sang phẫu thuật. Được chưa? Còn tại sao nó có câu chuyện đấy? Dần dần học mình sẽ biết. Giờ nói nhiều bắt đầu nó bị sóng não. Về chăm sóc và theo dõi. Chăm sóc thì dễ rồi các em. Chăm sóc là gì? Chăm sóc một cái gãy xương là tôi theo, tôi coi thử nó từng ngày, tôi xem cái gì, tôi kiểm tra cái gì, tôi khám cái gì. Nói vậy thôi, nhưng thỉnh thoảng còn có những bệnh nhân bị cắt cụt cái chân, cắt cụt cái tay vì mình không chăm sóc tốt. Chăm sóc và theo dõi là một cặp phạm trù đi liền với nhau, theo dõi cũng thế. Muốn theo dõi được thì phải biết theo dõi cái gì. Tôi nói ví dụ,
gãy hai xương cánh tay thì tôi theo dõi cái gì, gãy hai xương cánh tay bó bột thì tôi theo dõi thêm cái gì, gãy hai xương cánh tay và mổ thì tôi theo dõi cái gì, gãy xương cánh tay mổ đóng đinh tôi theo dõi cái gì, làm nẹp vít tôi theo dõi cái gì, được chưa? Cho nên trong quá trình chuẩn đoán một bệnh nhân, sau khi can thiệp xong thì mình phải ghi rõ chuẩn đoán là cái gì, để làm gì, phương pháp là gì, kể cả phẫu thuật. Có nhiều em chuẩn đoán bệnh nhân gãy xương đùi đã được phẫu thuật ngày thứ 3, hiện tại bệnh nhân ổn định, cái phẫu thuật cái gì, nếu phẫu thuật vô không làm được gì hết, tôi găm ba cái kim thì nguy cơ nó di động thứ phải. Nhưng nếu phẫu thuật tôi làm, tôi vô tôi đóng một cái đinh nội tủy cái tốt thì nguy cơ nó xương đùi mùa này thì nó ít. Nếu nội tôi mổ cho tôi làm nẹp vít thì tôi phá cơ hội rất nhiều, nguy cơ là có giải chặn liền, đúng không? Thế thì mỗi phương pháp can thiệp phẫu thuật, mỗi phương pháp điều trị nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Cái nhược điểm là cái tôi cần phải theo dõi nó diễn biến như thế nào để tôi sửa chi. Thế thì muốn biết nhược điểm và ưu điểm thì dựa vào cái gì ạ? Ví dụ tôi muốn biết ưu điểm của bạn này, một mình bạn có được không ạ? Chắc chắn là không. Nếu một mình bạn này tôi phải so với chuẩn của sinh viên Y3, Đại học Quốc gia, Y Đại Quốc gia, bạn này ưu điểm cái gì và nhược điểm cái gì. Còn nếu không thì phải có hai trở lên thì tôi mới so sánh được. Cụ thể trong trường hợp này, khi người ta nói tới ưu điểm của điều trị bảo tồn, nó chính là người ta so sánh với phẫu thuật. Vậy thì ưu của thằng này là gì? Nhược điểm của thằng này. Và nhược điểm của thằng này là ưu điểm của thằng này. Được chưa? Còn ưu điểm của thằng này chính là nhược điểm của thằng này. Được chưa? Các hiểu không ạ? Thấy những khuôn mắt, những ánh mắt chữ O, mồm, chữ O hơi nhiều, ngơ ngơ ngác ngác. Nói xong không biết thầy nói gì. Đôi khi việc điều trị là quan trọng, nhưng đôi khi việc theo dõi, chăm sóc và tiên lượng là quan trọng hơn. Tại sao như vậy? Từ từ em sẽ nói. Đây, phát hiện biến chứng, phát hiện các tổn thương bỏ sót. Thưa thầy, bệnh nhân này là hậu phẫu ngày thứ 2, em theo dõi các biến chứng. Nghe các thầy có biến chứng gì? Biến chứng, lấy cái biến chứng nọ, sọ sẽ cái biến chứng kia. Ví dụ vậy. Gì đó, luyện tập phục hồi hết sức là quan trọng. Đánh giá điều trị tốt hay là xấu để có hướng cách giải quyết. Tốt thì còn gặp bệnh nhân xấu thôi, trốn luôn, đúng không? Phát hiện các tổn thương bỏ sót, bây giờ mình nói đúng có một dòng, gồm có tất cả là 6 từ, 7 từ. Sau này sẽ là nổi ám ảnh. Một bệnh nhân nữ 25 tuổi vào một cái chấn thương khớp gối, không đi lại được, nằm đeo cái nẹt, trời thuốc uống, sướng rồi, không sao đâu, 2-3 ngày sau, 3-4 ngày sau, cái bệnh nhân nhúc nhích không được, khám không kỹ, bỏ sót cái gãy cổ xương đùi. Mà các em biết rồi, gãy cổ xương đùi, chậm điều trị thì chậm liền, chậm một ngày, tỷ lệ chậm liền là bà giảm đi bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu trăm. Đặc biệt đối với bệnh nhân 50 tuổi thì dễ, thay nó khác thì dễ, còn phải uống thêm. Nhưng 24 tuổi không phải là tuổi trẻ. Tại sao? Cái tuổi thọ khớp trung bình là 10-15 năm. Thế nếu mà 24 tuổi thì phải thay 3 lần nữa. Cho nên ở đây nó có 7 từ. Mình thấy đơn giản. Đấy còn hiểu được cái chứng. Các em nhớ ở đây 4 năm mà bệnh nhân tin Gia Lai không? Vô bóng bột xong bắt đầu tạch cục cái chứng không? Bảo dược tiết là này, cắt cục chân của nữ sinh áo trắng, rồi sau đó mới 3 tuần thôi, ở Đồng Tháp cũng có một tháng lên khám bệnh viện ít xì chuyên khoa, sau đó cũng gì cắt cục chân,
Vì sao? Vì thầy Phúc mình bận quá, bận quá. Nó bận. Bận liếc liếc này nhìn dễ mà gãy xương có cái gì đâu. Bây giờ lại câu nói bắt đầu. Bỏ xuống. Bỏ xuống tổn thương động mạch khoeo. Động mạch khoeo là động mạch bạch đạo. Nó có vòng nối xung quanh xương bánh kẹo. Đó là vòng nối gì người đặt? Gô trên, gô dưới, gô giữa nối là sao? Mặt quả của đùi người ra bên trái. Nhưng vòng nối đấy không đủ để cung cấp tướng máu ở vòng hạ lưu. Cho nên khi tổn thương động mạch khoeo thì tỷ lệ cắt cụt chi là vô cùng lớn. Thế là giải phẫu gì? Sơ sơ thế thôi. Các yếu tố ảnh hưởng đến gãy xương. Sách viết hết rồi. Sai đi hết rồi. Cái tuổi và giới. Tuổi càng dài xương lõm gãy phức tạp. Giới nữ thì khác nam, khác cái gì? Dĩ nhiên là trong gãy xương, nếu tôi không nói khác cái chuyện mua sắm. Nam người ta vô chợ, người ta mua con cá, đúng con cá thì vậy. Nữ trước khi mua con cá phải nhìn qua hàng rau, hàng cá, hàng mắm, hàng tôm gì đấy, coi thử cái gì rẻ không? Khác cái gì em? Hóc môn, dĩ nhiên là hóc môn khác nhau. Trong gãy xương khác cái gì? Các mảng kinh. Người phụ nữ có mảng kinh là một sự khác biệt. Nam có mà? Có. Nhưng nó không rõ rệt như người phụ nữ. Và người phụ nữ khi mãn kinh, mọi cái nó tụ rất không mạnh. Trong đó là vấn đề về xương. Cho nên rõ xương. Một bệnh nhân nữ mãn kinh ngãi đập hông xuống nền cứng, không đi lại được. Nhắm mắt mà nói, một gãy đổ xương đùi, hai gãy đổ chuyện xương đùi. Được chưa? Nhắm mắt mà nói có thể là rất dễ đúng không? Dễ cho nên nó sẽ không. Dễ ăn quá, dễ ăn quá như Nhật Bản đã hay bùm về vô bán này lên tiền ngay nó thua. Và qua lúc đó Bình Thường Nguyên còn nói gì? Ôi trời ơi, chắc là Đức sẽ ghi thêm bàn thắng nữa rồi này kia. Và trong khi tôi nhìn tại sao hiệp 1 á là Nhật đá phòng thủ là chính. Bắt đầu từ gần cuối hiệp 1 và gác hiệp 2 là Nhật đá tấn công. Khi mà tấn công thì ở sườn thì bên kia nó tấn công nhiều hơn. Nó tấn công nhiều hơn, thằng nào đi bàn trước liên tục. Đúng không? Hiệp 2 Nhật đá chơi sòng phẳng 1-1. Hai bên cùng công đánh nhầm đó cũng vậy, dễ mà dễ hở sườn, hở sườn một có thịt mình, hai mình thịt nó. Nguyên nhân và cơ chế chấn thương, nhắm mắt vào nó dễ. Nguyên nhân chấn thương, cơ chế chấn thương nó ảnh hưởng tới gì? Ảnh hưởng tới đường gãy, ảnh hưởng tới mức độ tổn thương xương, ảnh hưởng tới phần mềm của tổn thương kèm theo, ảnh hưởng tới tiên lượng, đúng không? Chắc chắn rồi. Xe tải tông qua chắc chắn nó nặng nề hơn là thế nhẹ xe đặt xuống thôi. Cái đầu mà di động thì chắc chắn là nguy cơ hơn cái đầu cố định thôi. Nguyên tắc như thế nào người học? Nghe thì rất là hay, nhưng trong đầu mình không đọc trước thì mình sẽ quên luôn. Xe quá nó không chịu nữa. Vùng giải phẫu. Đấy, ví dụ như tổn thương ở vùng đầu trên xương chày và đầu dưới xương đùi, nguy cơ tổn thương động mạch khoeo rất nhiều. Hoặc là gãy một vùng vai giữa xương cánh tay thì nguy cơ tổn thương thần kinh quay rất cao. Yếu tố ảnh hưởng này. Hoặc là chấn thương cái vùng hông thì nó gãy cổ xương đùi. Ít khi gãy muốn chuyện lớn, ít khi gãy nhưng muốn chuyện. Chấn thương vùng cổ tay thì hay gãy gặp gãy đầu dưới xương quay. Còn tại sao? Thì mình phải học thì mới biết tại sao. Còn mình không học thì mình bảo đó là tự nhiên sinh ra thế. Tự nhiên cái mặt trời nó quay cái gì? Ngày xưa bảo là mặt trời quay trái đất đó. Sau đó sau này người ta mới chứng minh là trái đất quay mặt trời. Xương bình thường hay xương có bệnh? Rõ ràng rồi. Nếu đó là một cái xương bình thường, không có loãng xương, bệnh ra không qua nghĩ lúc nào cũng là di căn hay các bạn. Có thể là loãng xương, có thể là loãng xương nguyên phát, có thể là loãng xương thứ phát, có thể là loãng xương do học môn, có thể là loãng xương do điều trị hóa chất, có thể là loãng xương do dùng thuốc, đúng không? Xương bình thường thì rõ ràng là tiên lượng tốt hơn, xương bệnh thì khó hơn nhiều. Ủa sao nó quay lại vậy? À, tuổi và giới. Cái này nó làm rõ thêm ra.
tuổi ảnh hưởng tới cấu trúc xương. Cách đây khoảng 10 năm, cứ mỗi đá banh mà đá u là lập tức cực kỳ cao. Bây giờ sao các bạn biết không? Thằng đó nó cao to thế mà nói nó u 15. An Giang, các tỉnh An Giang, An Giang hết mà. An Giang có hai lý do. Lý do thứ nhất á, người Việt Nam mình lúc đầu sinh ra không chịu đi làm giấy khai sinh đâu. Sau này có việc gì, có việc gì cần mới làm giấy khai sinh xong. Và thứ hai là cũng không quan tâm lắm. Ngày xưa các bà trẻ lúc ở quê, các bà mẹ để 8-9 đứa con lo nuôi nó ăn như thôi, chứ đâu mà đi phải đi lên tới phường, lên tới xã, lên tới đô thị để mà đi làm giấy khai sinh. Ngày xưa nó khó lắm nghe. Ví dụ như một tỉnh, ví dụ như là Phú Yên với Khánh Hòa, nó sẽ là tỉnh Phú Khánh. Phú Khánh thì thủ phủ nó là đặt ở tại Nha Trang. Bình Định với Quảng Ngãi nó là tỉnh Nghĩa Bình, thời kỳ mà tách, thời kỳ mà nhập tỉnh. Thì từ Quảng Ngãi mà người ta muốn làm giấy tờ phải vô tận Quy Nhơn, cách nhau khoảng trung bình 200 km. Theo cái của Pháp, Pháp đã đặt các khu vực đô thị cách nhau khoảng 200 km là một cái đô thị. Xa quá, mà ăn mà không có ăn, xe thì xưa đi, xưa tôi đi từ Quy Nhơn ra Hà Nội đi không biết khi nào tới, mà ngồi trên cái xe là cửa mở điều hòa không khí, xong ra cái nơi là tóc mình là cứng đơ như là người mình tắm mình 2 ngày đúng không, bụi nó bám đường đường đất đỏ, các bạn có ăn được không? Nó khó khăn như thế, giấy tờ khai sinh nó lung tung như thế. Xong cái thằng này thằng Ben xin lỗi nha, bạn này nó đẻ 16 tuổi, khai nó 14 tuổi thôi, được chưa? Để cái đá thôi, thì mình nếu mình lại kho mình có phương pháp gì? Phương pháp khác giá trị cổ xưa. Ở trong nước mình không sao, trong ra quốc tế trong nó bị cấm thi đấu. Thì vô nó biết liền chụp x quang vậy. Xương cổ tăng. Tới tuổi nào thì nó sẽ có khó, tới tuổi nào nó sẽ có khó. Người ta nhìn vào sự cốt khó của các xương, người ta biết được tuổi của đứa trẻ đó là bao nhiêu. Hay không? Hay, gật gù, mai hỏi quên luôn. Thôi, cấu trúc của xương cũng vậy, các cái bè xương nó sẽ loãng dần theo thời gian. Ngoài cái tuổi tác nó còn ảnh hưởng tới cái lối sống và các sinh học. Người ta gọi là tuổi sinh học đó các bạn. Có người là tuổi sinh học là người ta tuổi thường là 70, tuổi sinh học người ta có 40 thôi. Vì người ta tập luyện thể dục thể thao không á. Đây nó xe xe không chạy được đâu. Ừ, nhiều tuổi, bao nhiêu là nhiều. Về mặt nguyên tắc 2 cho lên là nhiều rồi. Đúng không? Nhiều là 2 chứ thôi. Ở đây có rất nhiều định nghĩa về người lớn tuổi. Có định nghĩa trên 60, có định nghĩa trên 65, thậm chí có định nghĩa là 70 mới là người lớn tuổi, tùy theo định nghĩa. Nguyên nhân và cơ chế, nói xong rồi. Lực tác động càng lớn thì tổn thương càng nặng. Cơ chế chấn thương liên quan trực tiếp đường gãy, dễ ẹt luôn, sách viết rõ rồi. Thế nào là chấn thương trực tiếp, thế nào là chấn thương gián tiếp. Nhìn cái là thấy là gãy xương và chấn thương trực tiếp. Nhìn thế nào là gãy xương gián tiếp. Dễ mà, rất dễ. Chưa? Nhưng có nhiều đi tù. Tại vì sao ạ? Các em ra trường là các em bằng bằng bác sĩ là người ta có quyền trưng cầu các em đi làm gia đình. Giám định đi khoa các bạn 13% trở lên thương tật là phải quyền truy tố chứ tòa. Dưới 13% không quyền truy tố. Gãy xương là truy tố, không gãy xương thì không truy tố. Nếu người ta gãy xương em bảo là không em cũng tiêu. Mà người ta không gãy xương em bảo gãy xương bắt nhúng em cũng tội. Em cũng tiêu luôn. Hả? Trực tiếp tôi đánh vô có một trường hợp tôi kể em. Khoa tôi có một trường hợp như thế này. Bạn ấy vào khoảng chừng nam thanh niên khoảng chừng 24 tuổi vào viện, các bác sĩ ghi rằng bệnh nhân khai là bị té đập người vào giải phân cách đi xe máy với tốc độ cao, gãy tổn thương như sau: gãy kín xương cánh tay hai bên, gãy kín xương cánh tay hai bên, ngáp nữa, gãy kín xương đùi hai bên, gãy kín hai xương cẳng chân hai bên, cộng thêm vỡ bàng quang. Thế là chấn thương chưa? Đang chấn thương chưa?
rồi thì khá hơn rồi đó. Thế tôi kêu bác sĩ kêu em ơi bệnh nhân bị gì, bệnh nhân này bị tế và công tác tế cũng là bác sĩ. Em mô tả như thế nào mà bệnh nhân tế đặt người về công tác người gãy gì? Em đặt người về công tác gì mà gãy hai xương cánh tay, hai xương cẳng tay, hai xương đùi, hai xương cẳng chân, vỡ bằng quang. Cơ chế chứ, cơ chế tai nạn như thế nào? Vô lý. Gãy kiểu đó chỉ có một cách duy nhất thôi, là kéo người mình ra, xong rồi đánh gãy từng một chân một. Em hiểu không? Để lực tác động trực tiếp. Nhưng mà trong giang hồ nó có luật ngầm giang hồ không hại ra được. Và chắc chắn bệnh nhân đã được 14 gãy xương cánh tay, xương cánh tay, hai xương cánh tay, hai xương đùi, hai xương cánh chân đá cắt vô bờ bàng quang. Khi mà em uống nước vô bàng quang nó căng thì cắt vô bờ bàng quang. Trên một trong những nguyên tắc người y khoa, người có trí thông minh hơn người, trước khi đem xe đi về, ủa nói thì có vẻ cười vậy đó, giảm thiểu tỷ lệ vỡ bàng quang nếu chẳng may bị tai nạn chúng đáng kể. Bàng quang nó căng thì nó mới vỡ, chứ bàng quang nó chẳng ép thì sao mà vỡ được. Nói cười, nói cười mai mốt trước khi đi về bước chân lên xe cố gắng đi tòa án, nhất là uống bia đợi tiểu. Sao? Ủa đi gì không đi xe, em đi xe máy cũng vậy chứ, em đi ngồi trên xe buýt cũng vậy chứ. Ủa em đi xe buýt à? Không được đi xe làm đi gì, đi bộ. Ở đi xe máy nó cũng có thể bị accident mà. Ủa có cái một cái cô người Mỹ gốc Việt, cô đi đấu tranh 10 năm trời tới các cơ quan của Mỹ chỉ để đoàn việc gì cũng không làm, là một việc là lên xe buýt phải thắt dây an toàn mặc dù ngồi vị trí này. Tại vì sao? Mẹ cô bị mất vì một cái tai nạn đi xe buýt không thắt dây an toàn. Vậy cô ấy đi đấu tranh chỉ để gì ạ? À? Để mong cho mọi người ban hành cái pháp luật đó ra để giữ sống tính mạng người. Nghe là vĩ đại mà. Có những con người họ với trái tim bỏ bất công ăn việc làm, họ là thiên thần gì đó, đúng không? Mình tạc lưỡi vô việc gì liên quan tới mình đẹp chứ. Đi xe máy đừng có đùa, đi bất cứ cái gì cứ lưu thông trên đường là phải trước khi đi về làm ơn đi rửa. Tôi nói ví dụ như thế đây, xin lỗi, tôi xin lỗi trước tôi nói. Vỡ bàng quang nó còn nhẹ đấy, tại vì bản chất nước tiểu nó có vi khuẩn ít, vỡ đại trực tràng còn nguy hiểm hơn. Em tưởng tượng toàn bộ phân nó rơi vào trong bổ bụng, nó viêm phúc mạc thì bệnh nhân cực kỳ nặng. Thế thì rút ra bài học gì biết không? Có đúng không? Nói tóm lại, đặt vào cái gì thải ra cái đấy, chạy lại của thiên chạy điện xong rồi đi về. Dĩ nhiên là không tiêu hóa nhanh đến mức như thế. Uống bia thì nó lợi tiểu nhanh hơn, còn tiêu hóa thì nó không tiêu hóa. Nhưng mà người ta đã nghiên cứu hết rồi. Cùng một cơ chế chấn thương nó dễ gặp nhiều loại gãy khác nhau, thường đó. Và ít khi chỉ có một cơ chế nó tác động lên, một cái lực nó tác động lên làm gãy xương, mà đôi khi nó là phối hợp giữa các nhiều động lực khác nhau, lại sóng vặn, cãi nếu em, đúng không? Ít ra hôm nay học được bài học trước khi đứng dậy đi về phải đi đâu bạn. Tôi uống hết nước rồi, khát nước quá. Cơ chế rồi, cái hình này nó hơi bé tí cho nên các bạn thôi chịu khó kỳ đây.
Xem cái hình dung này nó to mà ra cái này nó nhỏ lắm. Được chưa? Trai phức tạp gì chỗ này không? Dễ lắm. Học xong các bạn sẽ đi khỏi chấn thương chương trình, có gì đâu mà học. Muốn chuẩn đoán chụp X-quang, muốn điều trị bó bột hoặc đi mổ. Quá đơn giản luôn. Nhưng bây giờ hỏi em cái gì? Tại vì muốn học chấn thương chương trình các bạn phải rất giỏi về giải phẫu, đặc biệt là giải phẫu ứng dụng. Tức bốn cái gân này khâu cái gân này vào cái gân kia, khâu thần kinh này vào thần kinh kia, đầu thì chày thì đuôi thì mát. Từ từ thôi, từ từ nó sẽ thấm dần. Giống như mới vô trường y thì ước mong là gì? Ước mong sẽ trở thành giáo sư. Tôi đóng lầm. Đóng lầm tôi đi dự năm thứ nhất, khai giảng. Một em lên phát biểu, chắc anh đã điểm đi và cũng cao. Trường mời lên phát biểu. Em là học trẻ học y, mai mốt anh sẽ là gì? Tôi cũng là đóng góp vào sự tiến bộ nhân loại thế giới này. Đúng là năm thứ nhất. Xong rồi tới trường năm thứ sáu ra trường sao? Chỉ mong rằng mình ra trường ra chỗ việc làm ổn định, ước mơ ngắn dần trong thời gian. Hình thức gãy, gãy không hoàn toàn, các kiểu gãy đặc biệt, gãy hoàn toàn bắt đầu thấy được phức tạp, đúng không? Có tôi kể đây một câu chuyện hoàn toàn có thật. Dạy học trò thì chỉ nói thật và chỉ nói thật mà thôi. Mẹ của một chị là thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo, té quê miền Tây, đau sao má, mẹ té đập hông xuống. Thứ trưởng thì cũng có mối quan hệ mà, gửi muốn bệnh viện ít gì. Một bác sĩ rất là giỏi, hay lên các phương tiện thông tin đại chúng ít gì. Nào quách, quách sẽ lắm, nhưng thiên hạ tám câu không thể về tập đi, đâu đây đâu cho con đàn tập tập về tập sao rồi đâu không rồi từ từ mình cũng có ít mối quan hệ thì gửi mình lên cho biết quan để cổ sức luôn sao không thấy không hả. Có nhiều trường hợp nó là gãy càng khe, nếu mình cẩu thả mình không khám lúc này tôi có nói đa phần gãy xương rất đơn giản. Chính vì vậy rất dễ chủ quan. Và những trường hợp không hỏi kỹ cơ chế chấn thương và không khám kỹ thì không thể phải sợ. Gãy càng, gãy cổ xương đùi nó không có thể gãy càng, hay còn gọi là cấp gãy, nó gãy xong nó cầm lại. Nếu người phát hiện được, thì em sẽ thường để phát hiện một lần tư thế dồn nén trên lâm sàng, kem thẳng chân mình nâng ra, bỏ dồn một cái gốc chân, bệnh nhân sẽ đau, sắc khí hết á, những cái điều khác lơ là đâu. Mình là siêu nhân, đâu có cần phải biết cái việc liếc mắt nhìn biết lùi mà lùi cái cần gì khác, đúng không? Nếu biết bó bột hoặc là điều gì nổ tung thì sẽ đi về thảo tập thì tự động nó sẽ rồi ra. Thực tế đó là gãy cài, gãy đúng mất xương, gãy hết hoặc là thế này chị em nó chưa có quá mặt chụp mấy cái xương nó nhiều xương như vậy, cái cổ tay nó nhiều xương quá. Bình thường là cái tám xương là thuyền nguyệt thắt đầu thân thê cả bóc, mình học giải phẫu nói thế sao bây giờ nó tới 12 xương, tới gãy xương rồi, gãy xương rồi. Thật ra gì anh chưa có khó hơn, anh chưa có khó hơn chứ không phải là gãy cái đầu xương sụn, cái sụn tích hợp nó vẫn còn, anh chưa có khó hơn. Trên cái anh nhìn sẽ thấy đầu dưới xương quay nó còn một vòng sụn tích hợp, đầu dưới xương gãy nó còn sụn tích hợp, đầu dưới xương đùi nó còn sụn tích hợp, nhìn thấy ở đâu cũng thấy gãy xương. Vì sao mà mình không học điểm cốt hóa, thời gian cốt hóa của các xương kia, lúc đó mình lại còn xem cốt cốt đấy, gãy xương vùng tích hợp đấy, đấy kiểu như thế. Hoặc lại này mình học không tốt mà bảo cô cái này có gì đâu, em bé mà nó chưa liền chuẩn tích hợp nên chứ đâu có gì đâu gãy. Thật ra nó gãy rồi, tại bình thường nó có 12 nhưng bây giờ nó lên tới 14. Gaku rất thích nghe rất hay, nhưng sai vẫn rất sai. Vùng giải phẫu xương sống các bạn gãy khác xương cứng, dễ học xương rất dễ, các bạn học xương rất là dễ. Cái gì
Nhớ không? Đâu có gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Các bệnh nhân tôi về đi chấm thi sinh viên tốt nghiệp y khoa, tôi học hết 106 ở đại học y khoa Trà Vinh, dạy học ở tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Một bệnh nhân chỉ bước từ trên giường xuống thấy cầm gãy cổ xương đùi. Thì sao ạ? Thì sao? Như vậy cơ chế chấn thương không đủ lực để làm gãy cổ xương đùi một bệnh nhân nam như vậy. Thì phải coi cái khác. Đối với bệnh nhân nam mà gãy xung quanh cái vùng đấy thì phải coi những gì? Ung thư tiền đường tiết chi khác. Hỏi không biết gì chứ, rồi cũng còn bảo đi coi đi. Nhớ mãi thầy Trần Ngọc Ân, bây giờ thầy vẫn còn sống các bạn đọc. Giáo sư Trần Ngọc Ân là giáo sư đồng hành và xương khớp, nội xương khớp của Việt Nam. Năm 1993, tôi là sinh viên năm thứ hai, tôi đi qua khoa C7 Bạch Mai. Khoa đó là khoa xương khớp, thầy Ngọc Ân đi cùng khám một bệnh nhân bị bệnh Kale là gì? Sao lại chạy cận? Kale nếu các em đọc trong tác phẩm Đèn không hát bóng, một tác giả là một bác sĩ người Nhật, ông chết sao không chết vì bệnh Kale. Thì em sẽ biết ổng là người bệnh Kale. Thế thì thầy mới đi, thầy đưa các đi thì thường thường giáo sư đi buồn, gọi là đi visit á. Đi buồn thì mình sẽ trình bày hình ảnh, đưa cái phim lên, đưa cái phim các phim lên cho thầy, còn thầy nhìn cái phim. Tôi nhớ không bao giờ quên được nhé. Mấy thứ trong cuộc đời không quên được, bây giờ thầy còn sống, mình vẫn còn gặp thầy. Thì có thể thầy quên, nhưng đối với mình đã là một ấn tượng mà mình không bao giờ quên rồi. Thì đôi khi mình phải chụp ngay cái phim phổi của mình nhân này, vì tôi sợ rằng phổi có vấn đề. Thế là mình rút cuốn cuốn của sinh viên thứ ba chạy đi chụp X quang, chụp X quang tim phổi thẳng nghiêng nhé, theo phải X quang ngực nhé. X quang tim phổi thẳng nghiêng mình chụp rồi đã thấy phổi. Mình thấy lúc đó mình thấy thầy như là thánh lắm. Hồi đó cả hai ông thầy, một là ông thầy bố thầy Phước này, và thầy Đặng Văn Trung, giáo sư Đặng Văn Trung có 80 tuổi. Thầy Trung thì thô đồ cực kỳ siêu người lâm sàng, có duyên thuyết luôn. Thế thì thầy trầm thông dơ lên mình, xong mình tập tức mình chạy tới gặp thầy liền. Thầy, cái này em chụp đồ thầy ạ, à, mình phải quay lắm. Thầy báo cáo kết quả thầy là bệnh nhân này u vỏ, u sự lại tay thế. Thầy, tại sao thầy phát hiện ra nó? Bệnh nhân đã nhìn lên cái màng xương chảy của bệnh nhân, nó dày lên sợ. Mà màng xương dày lên như vậy, khi gặp của bệnh nhân u vỏ. Siêu khỏe. Muốn siêu vậy người ta phải tích lũy. Còn bố như mình đã dơ cái anh siêu luôn. Và tôi không bao giờ tôi quên trong phút cuộc đời hành nghề của tôi, nhìn vào coi quan sát có những cái nó thành như một cái phản xạ mặt hình. Ví dụ bệnh nhân mở cung đầu coi thử nó có là quan trọng, đặt sông tiểu coi thử bệnh nhân sông tiểu có bỏ. Và bệnh nhân chấn thương sọ não vô, chấn thương nặng vô coi được cái chấn thương sọ cổ thôi. Coi chừng em bê bệnh nhân từ này qua bệnh nhân chết, vì nó chấn thương cột sọ cổ trên một sai, em bê bệnh nhân từ này nặng làm sao không chết? Em bê qua cái gì nó sốc tủy chết này. Về đặt cốt quyển sách của thầy đi. Cái này thì tôi chưa giới thiệu đúng không? Nên đọc sách em ạ. Vì nếu mà sinh viên mà đặc biệt là bác sĩ mà không đọc sách thì biết là bác sĩ cái gì. Có bốn quyển sách gối đầu giường của mình đi, đọc đi để thấy là cuộc đời đi đâu tôi cũng quảng cáo, mặc dù tôi không có cổ phần gì trong quyển sách cả. Quyển số 1 các em đã đọc đầu tiên năm thứ 3 là hơn muộn rồi đấy, là người thầy thuốc, hay còn số cơ nó dịch là thầy thuốc. Quyển này nguyên cái tác là của người Anh, tua cơ tác giả bắt đầu viết về quá trình để trở thành một ông thầy thuốc gian nan rồi. Bây giờ ngồi điều hòa chị đi đây, cười ăn mặc đẹp đẽ xét sổ như là ngày xưa học thầy thuốc có thể đổi bằng một tính mạng của mình. Quyển thầy thuốc nhé.
học để thấy rằng bây giờ mình được khác đi rất nhiều, mình cố gắng học. Quyển thứ hai, ai đọc những người thầy thuốc rồi? Chưa hay học hết. Động lực nào để thi vô ngành y? Quyển thứ hai là quyển Thanh Trì, cũng của tác phẩm của Nam Anh, viết về những cám dỗ của cuộc đời khi mình trở thành thầy thuốc, mặc dù viết cách đây mấy trăm năm rồi, bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị. Nói thì có vẻ bình thường lắm, nhưng mà một người mẫu mực khi học ngành y thế này, hoài bão lý tưởng này, có thể trở thành một ông bác sĩ. Bác sĩ Minh Ly, tôi tạm gọi như thế. Và trải giá của cô đó là các bác sĩ này mất đi một cô vợ. Trong đó nổi bật lên câu chuyện là khi em đã cuốn vào cái sự bia, à nhớ không? Em hãy về đội của tôi biến nó thành ngôi sao. Nhớ không ạ? Em cũng có thể dạy, em cũng có thể về đội của người ta. Người ta sẽ dùng truyền thông và phương tiện đại chúng, người ta sẽ biến nó thành ngôi sao. Khi người ta biến nó thành ngôi sao rồi, em sẽ thành nô lệ của một tổ chức nào đó. Nếu em không làm nô lệ thì người ta lập tức vạch trần ra em không giỏi đến mức đó, nhưng em trở thành ngôi sao là nhờ truyền thông. Và anh này may mắn thành thoát ra được. Không dễ đâu em, không dễ đâu. Từng tuổi này, tôi năm nay là gần 49 tuổi, gần 50 tuổi rồi, thấy không dễ chút xíu này. Cạn bẫy tí học để thấy rằng các em còn 2 năm nữa, 3 năm nữa ra trường, em cũng có thể một lúc ngày đẹp trời mình xin việc không được, hoặc mình làm việc xem đồng lương của mình là khó khăn quá, tại mình học bác sĩ mà tại sao mình thu người này thu người kia, đúng không? Có những cái lời chào mời, họ sẽ chào mời, không phải là chào mời đi theo con đường tà đạo mãi chứ. Người ta đầu tiên mà rất là mong mỏi, em hãy thay đổi của tôi sẽ biến nó thành ngôi sao đó, hiểu thế, đúng không? Điều thứ ba, là quyển Đèn Không Khát Bóng, mà để tôi nói đó, của một tác giả người Nhật. Lấy tiếng Đèn này là Nobe, ông này là một phẫu thuật viên rất là giỏi, nhưng mà sau đó ông phát hiện ra ông bị cái bệnh, mà ông đặt tất cả sách thì chưa thấy lúc đó phát hiện ra bệnh gì. Ông mới lấy cái cuộc đời của ông làm thành một cái giống như là một cái case report. Thì sau này người ta nghĩ rất là bệnh Calais. Calais là gì về cái cổng, mà sau đó ông chết. Chết, ông, người Nhật cái hay có một cách là người ta hay tự tử kìa. Người ta cũng lên cái vùng Hokkaido, ta có một cái hồ nước, người ta hay chầm mình xuống hồ đó tự tử. Và cái mối quan hệ giữa một người thầy lão luyện về bậc phẫu thuật cùng với những bác sĩ ra trường học rất là chân chính, khác gì nhau? Sách vở viết thế nhưng mà ra trường thực hành lại như thế nào? Thì trong cái quyển Đèn Không Khát Bóng miêu tả một cái cuốn tự truyện tập, nhiều khi rơi nước mắt. Hay lắm. Hay ví dụ ông kể là một thằng xe rủ vô tôi này, ông bác sĩ kia là nó bị vết thương rồi, nó là kêu tống cái toilet đi, đóng cửa lại cho chặt nó tỉnh. Tại sao? Tại sao muốn nhét các bạn? Toilet, nhiều cái toilet chắc lúc đó nhập nó còn kém, nhiều cái toilet vô cái tỉnh người luôn. Là cái gì đó. À, cái quyển thứ tư, quyển thứ tư là mới đây thôi, mới đây thôi. Bestseller trong cái hình như cái tạp chí Time hay là tạp chí của New York, Washington Post New York thì quên rồi. Đó quy là khi hơi thở hóa thành không. Nhiều người đọc đúng không? Thích được rồi. Nhưng mà quyển đó nó đọc thứ tư, tại vì đọc cái quyển đó xong cảm thấy là bỏ đi chứ. Học có phải như thế, học mười mấy năm sắp thành professor, associate professor rồi bị ung thư xương chứ. Bỏ lại cô vợ làm chuyên ngành nhi. Thấy rằng là ngay cả mình nỗ lực hết sức, mình học để thành một bác sĩ rất giỏi rồi, mình vẫn có thể tay sai. Thế hơi bật ngược. Học cái quyển 4 trước là hơi ngược. Gãy xương cho ảnh hưởng như thế nào đến xung quanh và toàn thân? Dễ quá. Mấy giờ rồi? Có nghỉ giải lao các em? Ai nghỉ giải lao giơ tay lên.
Giơ cao lên. Rồi cảm ơn. Ai không nghỉ giải lao giơ tay lên. Rồi nghỉ giải lao hơi nhiều. Thôi nghỉ giải lao 10 phút tại chỗ. Tại chỗ phải làm gì tùy.